xin mến chào quý anh chị. Hiện tại em đang có mặt tại trung tâm thành phố Vĩnh Long. Dạ cả nhà mình ơi, thì năm nay là xuân Giáp Thìn 2024. Hôm nay là ngày mùng 3 Tết luôn cả nhà mình ơi. Thì hồi xưa ông bà mình cũng có thường hay nói cái câu là năm Thìn báo lộc. Thì thật chắc thì cũng đúng như gan như thế nha. Thì năm nay là năm Thìn á. Thì tại trung tâm thành phố Vĩnh Long mình mà em nghĩ là không chỉ riêng về Vĩnh Long không đâu, mà tất cả tỉnh miền Tây ở nơi khác đều bị như vậy luôn nha. Thì nước nó ngập linh láng luôn, thì nước nó cũng mới vừa rút luôn đó nha. Ở đây là phường 1 thành phố Vĩnh Long đó cả nhà. Đây mình chạy lại đây chút xíu thì giờ mình sẽ đến cái trường trung học phổ thông Lưu Quang Liệt. Cái hướng bên phải thì là sẽ là bến tàu khách Vĩnh Long nha cả nhà. Thì đây trước mắt mình đây thì cả nhà cũng thấy nè, nước thì ngập linh láng luôn đó. Nước ngập linh láng cả nhà, giờ này là nó cũng mới vừa đang nước đang chảy rút xuống nè cả nhà ơi. Đó thì năm nay là năm xuân Giáp Thìn 2024, nước ngập linh láng luôn. Lúc này người ta mới nâng cấp cái con lộ lên nè cả nhà, nên nó cũng ít có bị ngập nè. Thì bây giờ em sẽ chạy một vòng cho cả nhà mình xem nè, nó sẽ còn cái những ngập nữa. Đây là trường trung học phổ thông Lưu Quang Liệt cả nhà, đây ở Vĩnh Long luôn nha. Thì bây giờ mình sẽ quẹo ở đây cho cả nhà mình về xem nha. Rồi trái, trái thì mình sẽ lên trên cái khu vực trên đây. Thì hồi nãy là nước nó đã rút rồi cả nhà, nó mới vừa lên luôn. Thì hôm nay thì nước nó đã quay lại cả nhà. Giờ này thì cũng tầm khoảng 6 giờ sáng rồi. Thì em sẽ dạo quanh xem những cái khu vực ở phường 1 mình nó bị ngập như thế nào ha. Thì mấy khu vực gần đây thì người ta đã nâng cấp con lộ lên, nó ít có ngập nha cả nhà. Còn em sẽ đi lên cái con đường trên đây, cái con đường một chiều, cả nhà thấy kinh khủng luôn, ngay cái con ngay đầu lộ luôn. Nhưng mà trước tiên lên đó thì em sẽ chạy qua một vòng đây cho cả nhà mình xem nha. Đây là cái con đường mình chạy thẳng là con đường Hoàng Đế Hiếu á. Còn đi cái con đường này là cái con đường Hưng Đạo Vương. Con đường Hưng Đạo Vương từ phường 1 mình chạy xuống tới cầu Trần Đại Đại Nghĩa. Nó sẽ ngập về nè cả nhà. Nước bắn tung tóe luôn cả nhà. Nước cũng thủy triều mình cũng mới vừa hạ xuống nha. Cái lúc hồi nãy là rất là nhiều đó cả nhà. Thì ngày mai nó quay con nước lại nha cả nhà, thì nước sẽ dâng cao rất là nhiều luôn. Sẽ tranh thủ đi quay để chia sẻ cập nhật cho cả nhà mình xem. Ở đây thì mình vừa qua đèn xanh đèn đỏ thì trở đến cái công viên cũng lâu đời lắm Vĩnh Long nha, là công viên Đất Cánh Tây. Ở đây là ngã tư đèn xanh đèn đỏ nè. Đây là con đường hầu như là năm nào cũng bị ngập, thủy triều rất cao. Bớt ngập nha nhà. Thì giờ em sẽ chạy một vòng khoảng cũng khá là xa, chắc khoảng tầm 2 cây số để em đi cái con đường trên cầu lộ em đi xuống nha cả nhà, để em chia sẻ cho cả nhà mình xem. Cầu lộ thì năm nào nó cũng ngập lụt rất là nhiều ngay khu vực đó luôn. Rồi cả nhà ơi, đây là cái đường cũng là ở phường 1 ha cả nhà. Thì ở phía dưới này thì là mình sẽ chạy xuống cầu Phạm Thế Bồ. Còn mình quẹo phải là mình sẽ đi ra cái bờ kè sông Tiền ha cả nhà. Bên đây thì cả nhà cũng thấy là quảng trường thành phố Vĩnh Long nha. Ở ngoài đó có một cái chiếc tàu kìa, tàu du lịch của phường 1 thành phố Vĩnh Long ha. Thì cái khu vực này là mình đi thẳng là cái đường Nguyễn Thị Út ha cả nhà. Mình đi thẳng ở đây là đường Nguyễn Thị Út. Đường Nguyễn Thị Út, phường 1 thành phố Vĩnh Long luôn cả nhà. Con đường Nguyễn Thị Út này thì lúc nào
nước lên hay hơi là sẽ bị ngập liền ha. Cái khu vực ở phường 1 mình ngay chỗ này là đa số năm nào nước ngập là cũng nhiều nhất luôn, trong mấy chỗ khác luôn. Chỗ nào mà những cái đường ống cống mà nó không được thông thoáng thì nó ngập rồi, nó đứng hoài, nó không có cạn xuống, nó không có rút nước. Thì đây cả nhà ơi, đây là ra cái con đường nè, nếu mình quẹo phải thì mình sẽ đi lại lần cây cầu cái cá, nhưng mà cái đường này đường một chiều mình không thể nào đi được cả nhà, mình phải quẹo trái mình đi xuống. Thì ở đây thì cũng hồi năm rồi á cả nhà, ở đây là tới mùa nước ngập thì nó sẽ ngập hết cả nhà, nhưng mà ở đây người ta mới nâng lộ lên rồi nên nó không có bị ngập nè. Mới nâng lộ năm rồi nên không có ngập nè, chứ hồi năm trước là ở đây ngập dữ dằn lắm. Ngập là nửa bánh xe không luôn. Nửa bánh xe tới tới cái bửng luôn á nha. Ổi luôn. Đó, ngập luôn nha. Thì bây giờ mình sẽ quay phải nha nha. Mình quay phải mình sẽ đi về cái con đường là cầu Phạm Thái Bường, đi thẳng lại đó là khoảng một cây số là tới cầu Phạm Thái Bường đó nha. Rồi giờ này thì thấy cái bộ nước đã rút rồi đó nha. Đây cái con đường hướng trong đây là cũng bị ngập nè, vô di tích cửa hữu thành Long Hồ. Còn chỗ đó nha, tại vì giờ này nước nó cũng đã giật xuống rồi, thì giờ này em sẽ ngừng clip ha nha, để ngày mai em tranh thủ thời gian để em quay chia sẻ cập nhật cho cả nhà mình xem. Ngày mai nước nó quay lại nó còn lên cao nữa nha cả nhà, ngày mai nó quay lại ngày mốt thì nó sẽ đỡ đỡ, thì bữa kia nó sẽ không có năng tăng cao nữa. Rồi cả nhà mình có quan tâm thì hãy nhớ đăng ký kênh để ngày mai em quay chia sẻ cho cả nhà mình xem cái khung cảnh ở miền Tây Vĩnh Long mình sẽ bị nước ngập nha.